Chào quý vị đến chương trình trò chuyện TV. Sự kiện mà Trương Quốc Huy, một cái kênh YouTube vô cùng nổi tiếng ở cái cộng đồng cờ vàng ở hải ngoại, lúc nào cũng nhân danh là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, nhân danh chống cộng, rồi chuyên môn đi hoạt động theo cái kiểu là xỉa xối các vấn đề trong Việt Nam, đọc báo đảng để mà tuyên truyền lại cho người Việt ở hải ngoại theo cái cách mà bôi trò trét trấu. Thì khi mà hình ảnh của Trương Quốc Huy và mẹ ruột được phát tán trên mạng xã hội thì cho thấy rằng cảnh sát quận đã trục xuất hai cái người này ra khỏi một cái căn nhà, và sau này thì cộng đồng mạng cũng tìm hiểu và thấy được một cái bản án liên quan đến cái việc mà trục xuất đó. Thật ra thì để mà tìm kiếm một cái bản án như vậy thì nó cũng có cái cơ sở, bởi vì trước đó trong cái quá trình mà trục xuất thì cảnh sát quận Cam đã dán một cái tờ giấy, giấy đó làm theo yêu cầu của người chủ nhà, họ đã được lệnh của tòa án, và cho nên là cảnh sát họ dựa theo cái quyết định, cái chấp thuận của tòa án, cho nên là họ ghi thẳng vào trong cái tờ giấy đó là có cái số hồ sơ của cái bản án, cho nên là nhiều người rất là dễ tiếp cận. Và cái thông báo đó thì nó mang tính chất rất là công khai. Chính vì cái công khai cho nên là cảnh sát quận người ta mới dán ở trên cái cửa kính của cái căn nhà mà Trương Quốc Huy và gia đình thuê mướn để mà ở. Và người ta cũng biết luôn là Trương Quốc Huy, một cái kênh N10 TV, một cái người chuyên môn lên đăng đàn và chửi bới những cái vấn đề trong Việt Nam, dạy dỗ Việt Nam nhân chủ nhân quyền như thế nào, dạy dỗ lãnh đạo trong cộng đồng ra làm sao, rồi bưng vô cho cái đám dân cử cờ vàng gọi là phản bội ở tại hải ngoại này vô cùng dữ dội, và thậm chí là chỉ trích, tấn công hay là chửi bới những cái doanh nghiệp ở trong Việt Nam, tấn công vào người Việt Nam, dân tộc Việt Nam và chê bai đất nước Việt Nam. Có thể nói rằng nó tạo ra một cái hình ảnh về một cái nhân vật gọi là điển hình trong một cái nhóm cục bộ gọi là cờ vàng cực đoan, hay là một cái nhóm mà chuyên môn là lợi dụng cái lá cờ vàng, lợi dụng cái danh nghĩa chống cộng để mà trục lợi, để mà kiếm phiếu, và cần kết nối với nhau tạo nên một cái băng đảng, tạo nên một cái bè phái. Chúng ta thấy rằng bên họ thì cũng có một nhóm những cái YouTuber, một nhóm những cái gọi là truyền thông, một nhóm những cái người gọi làm dân cử cờ vàng phản bội, dân cử cờ vàng chống cộng cụi. Đây không phải là cái tiếng nói mà của Minh Giang đặt ra mà do cộng đồng người Việt đặt ra. Trước đây thì trong một cái lần mà biểu tình hay là trước đó nữa, thì những cái sự mà lên án đối với các cái dân cử trong cái cộng đồng cờ vàng khi mà họ tham dự cái tiệc pha ba, một cái dạ tiệc do chính ông David Dương tổ chức, thì có một sự kết nối của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sau đó thì những người đó mà trở về, trong đó có cả Trương Quốc Huy, có cả Trần Nhật Phong, là hai cái nhân vật mà lúc nào cũng nhân danh cờ vàng, lúc nào cũng chống cộng chống cụi đồ dữ dội lắm, nhưng mà người ta thấy là chui vào trong cái dạ tiệc pha ba đó có sự tham dự của Việt Nam Airlines, rồi còn một số các cái doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Và chính bản thân ông David Dương cũng là cái người làm ăn rất thành công, vô cùng mỹ mãn ở trong Việt Nam, mang những cái đồng tiền mà có hình Bác Hồ rõ ràng là nhận lấy từ ở trong Việt Nam, bây giờ thì chuyển sang tiền Mỹ mang về Mỹ. Chính vì cái điều đó đó mà cho nên là thấy là những cái nhóm dân cử, rồi ngay cả như Trương Quốc Huy là liên tục tham dự. Năm nay thì mặc dù là ba các cái dân cử đã quay xe, hay đúng hơn là không dám để mà đến dự cái đại tiệc ba, nhưng mà Trương Quốc Huy và Trần Nhật Phong vẫn cho thấy rằng mình là những cái tâm phúc vô cùng không thể thay đổi được của ông David Dương, cho nên là vẫn dự cái dạ tiệc pha ba. Ngoại trừ là có một cái YouTuber khác đó là ông Vũ Hoàng Lân. Vũ Hoàng Lân thì rất là thân thiện với ông David Dương rồi, cho nên là cộng đồng người ta cũng chả có nói, bởi vì người ta biết là ông Vũ Hoàng Lân cũng đã từng về Việt Nam, và vừa rồi thì cũng đi về đi Trường Sa rồi. Nói chung là cái việc mà thân thiện với Việt Nam, các cái sự kiện ở trong Việt Nam thì ông Vũ Hoàng Lân người ta tính giống như là một cái người đã được mặc định rồi. Chỉ có điều là đối với Trương Quốc Huy và Trần Nhật Phong thì lúc nào cũng chửi cộng sản, lúc nào cũng hô hào dữ dội, nhưng mà lên tham dự như vậy thì người ta thấy rằng mới đặt vấn đề. Và chính vì sao cái lần đó mà cái cộng đồng cờ vàng ở vùng Lido Sài Gòn, cụ thể là trong cái tổ chức của ông Bùi Phát,
và ngay cả cái tổ chức của nhóm bên ông Phan Kiền Nhân và nhiều cái hội đoàn khác đã sớm xác định rằng cái nhóm dân cử mà giữ cái dạ tiệc và ba đó là dân cử cờ vàng phản bội, dân cử chống cộng cụi, rồi ngay cả hai cái youtuber đó cũng là hai youtuber gọi là chống cộng cụi, đó là Trần Nhật Phong và Trương Quốc Huy. Thì chúng ta thấy rằng đó, vừa rồi khi mà những cái hình ảnh trong cái buổi gọi là cưỡng chế đó, tức là một cái ngày đẹp trời vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, cảnh sát quận Cam đã tự nhiên, hay là đúng không phải là tự nhiên đâu, mà theo như sự yêu cầu của gia đình, họ đã đến cái căn nhà ở một cái đường Nina, và theo đó thì họ đã kêu gọi, không phải là kêu gọi nữa mà họ ra lệnh cho những người trong nhà đó đi ra. Và những hình ảnh đó được phát tán ra, rồi sau đó có một vài những cái YouTuber đã đến cái nhà của Trương Quốc Huy thuê. Và cái căn nhà đó mặc dù đã được dán giấy rồi, đã được giao cho chủ mới rồi, đã được khóa cửa lại rồi, nhưng mà vẫn còn ở bên ngoài là những cái chiếc xe cũ gì đó, rồi một số các cái vật dụng mà người ta thấy còn ở xung quanh, hay là nhìn từ ở bên ngoài vào người ta thấy ở phía bên trong chẳng hạn. Thì khi mà một vài các cái YouTuber mà đến để mà quay, mà cụ thể nhất á, có lẽ là ông Andrew Lê của phía bên phố Bonsa TV. Ông Andrew Lê khi mà đến đó quay phim thì cho thấy rằng những cái cảnh ở xung quanh, rồi chính là trong cái video clip đó thì ông Andrew Lê đã gọi điện cho coi như là Trương Quốc Huy và anh của Trương Quốc Huy, là hình như là tên Tuấn gì đó. Nhưng mà trong cái đoạn phim mà video đó quay thì cho thấy rằng hai người đó không có trả lời. Nghĩa là ông Andrew Lê giống như là gọi vậy thôi, nhưng mà nghe tiếng chuông đổ mà không có thấy trả lời. Rồi ông Andrew Lê cũng bình luận rồi cũng nhận định lung tung liên quan đến cái sự kiện, là cái sự kiện mà dán một cái tờ giấy như vậy có phải là cái hình thức đã bị trục xuất nhà hay không. Và trong cái video clip đó thì ông Andrew Lê nói rằng là bị trục xuất rồi, rồi còn kêu gọi những cái người khác là chưa có rành rẽ, chưa có hiểu gì đó thì cần phải chờ đợi thêm, còn phải nghe thêm hai bên, ba bốn bốn bên, năm bên gì đó. Thì chính vì cái video clip mà ông Andrew Lê quay đó thì sau đó được đưa lên trên cái kênh gọi là Phố Bonsa TV, và cũng được rất là nhiều người quan tâm, có thể nói rằng nhiều người đặt cái vấn đề. Và phía bên Phố Bonsa TV là dựng rằng là điều tra cặn kẽ. Và như vậy đó thì một cái vấn đề hiện giờ được đặt ra là khi mà ông Andrew Lê của Phố Bonsa TV đến quay phim và chĩa máy vào trong cái sân nhà, rồi đi đến gần cái cửa, hoặc là có rọi qua kính gì đó để mà nhìn lướt qua bên trong như thế nào đó, thì những cái việc làm như vậy có sai phạm hay không? Và khi mà nó phát tán lên như vậy rồi nó làm ảnh hưởng đến cái gia đình của Trương Quốc Huy hay không? Và như vậy thì theo như luật Mỹ có phải là đã vượt qua cái giới hạn chưa? Gọi là xâm phạm vào cái phần đất hay là phần nhà của người khác một cách gọi là bất hợp pháp chưa? Và thậm chí là ngày hôm nay thì có người gửi cho chúng tôi xem một cái chương trình, và một cái chương trình thì hình như là cái chương trình này của ở phía bên ông Nam Quang là nghị viên của thành phố Westminster. Theo đó thì nói Trương Quốc Huy, Andrew Lê, Phố Bonsa TV lằng ranh đạo đức truyền thông đó, Amazon West sự thật gì đó. Theo đó thì người trong cái dưới này thì có ghi một cái đoạn, hay nó đúng hơn là có những cái người mà họ comment ở trong đây đó, các bạn có thể đi vào cái kênh này để mà ghi, đây có những người nói rằng à, Trương Quốc Huy kiện 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 ủng hộ Trương Quốc Huy kiện, rồi vì Phố Bonsa TV thường hay phóng đại những điều không hay về người chống cộng chẳng hạn, rồi cái gì tôi không có thiện cảm ai, ông mục sư theo tôi nhìn tư chất không đàng hoàng, anh ta cũng không thân thiện với Trương Quốc Huy và gia đình, vậy mà đến nhà làm đủ trò với mục đích gì, với mục đích của mục sư là gì, rất nhiều nha quý vị. Trong đây thì gì đau chu phố ngôi sao TV gì đây, tố sao tin nờ gì đây, tùm lum hết, rồi đó là Việt Cộng nằm vùng đó gì lung tung hết. Rồi theo như cái nội dung của video clip này thì hình như là có phân tích, có đánh giá, rồi có hỏi là coi như là có nên kiện hay không, có đồng ý để mà khởi kiện hay không.
Đó, cho nên là có nhiều người họ comment vào trong đây, họ nói là đồng ý rồi ủng hộ khởi kiện các thứ. Theo tôi thì cái nhìn của tôi qua các clip của ông Andrew Lê thì nghĩ đây là cái clip quay lén, vì nếu không thì Trương Quốc Huy đã thấy và phản ứng lập tức. Thì cái gì lung tung đây đâu quý vị, rất nhiều nha. Các bạn có thể đi vào trong cái kênh này để mà xem cái nội dung của video này và xem những cái bài bình luận ha. Ông này là như là ông Châu Đỗ Vinh, một cái người có học luật ở tại Hoa Kỳ, thì ông ta cũng đánh giá trên cái cơ sở nhận định riêng thôi. Về cái việc mà có nên kiện không kiện ha, cái gì đó, các bạn nghe nội dung cái clip này chứ chúng tôi được không có nghe, chỉ có người họ giới thiệu sơ thôi. Thì một cái vấn đề đặt ra đó là ông Andrew Lê của Phúc Minh Sa TV đến đó để làm gì và tại sao, và coi như là bị đặt vấn đề ông Andrew Lê là ai, thì có lẽ là các bạn cũng đã biết rồi ha. Đây hình như là cái nội dung của cái clip này đây, ông Andrew Lê có đưa lên cái kênh của mình là View Cà Phê chiều thứ 9 gì đấy, ông phải ở ra cái vụ này hình như là ngày 10 tây đây phải đó, thì quay đây quý vị đó, eviction vậy đây đó, rồi, rồi quay xong rồi đánh giá là sao nữa. Cái clip này được đưa lên Phố Sa TV, Phố Sa TV nói là điều tra cặn kẽ, nhưng mà thật ra cái này chả có điều tra cặn kẽ gì cả, đây chỉ là cái nhận định của ông Andrew Lê thôi. Còn cái vụ việc này nó đã xong rồi, còn điều tra gì nữa. Dán cái tờ giấy của cảnh sát quận lên đó, rồi trong đó thì họ ghi rõ cái case number, tức là cái bản án rồi. Chỉ có cái là tìm lại cái bản án gốc để mà đọc coi nó có những cái tình tiết gì trong đó thôi, chứ không cần phải điều tra gì, phải hỏi hai bên ba bên, đâu phải là cái hồ sơ mới kiện ban đầu đâu mà hỏi. Thật ra là đặt cái câu hỏi như vậy để cho vui thôi, nó hơi ngớ ngẩn chứ nó cũng chả giải quyết được cái gì, bởi vì thực tế thì người ta cũng đã giải quyết rồi quý vị. Thì ông Andrew Lê người ta nói rằng theo như những cái sự đánh giá đó, thì có bạn hỏi chúng tôi rằng có khởi kiện hay không, hoặc là đây là một cái hình thức để mà đánh bóng thôi, để mà nói, để mà cho vui thôi. Và như vậy thì nó thực hư là như thế nào, thì chúng tôi thấy thấy rằng đó, cái chuyện này là cái chuyện nói cho vui, không có cái chuyện khởi kiện gì quý vị. Bởi vì ông Andrew Lê, ông Andrew Lê là ông này đây, quý vị có thể là nhìn nhìn thấy cho nó kỹ lại ha. Thì đây cái hình rõ ràng là như thế này. Thì bây giờ đó, và đây là một cái kênh hình như là quay tại nhà của ở phía bên ở phía sau của nhà Trương Quốc Huy đó quý vị. Bạn rất là thân thiết và đến đây coi như là trong cái đoạn video clip mà quay cái nhà của ông Trương Quốc Huy đó, thì cũng nói rất là rõ, không có xa lạ gì cả. Đây đây cái video clip của Nam Quang nha quý vị. Trương Quốc Huy, Andrew Lê, Phố Mai Sa TV lằn ranh đạo đức gì đó, truyền thông gì đó lung tung đó. Thì các bạn cứ vào đây để mà xem. Trong đó người ta comment rất là nhiều, chúng tôi không muốn đọc những cái comment đó quá nhiều, bởi vì nhiều khi nó đụng chạm tới người này người kia cũng không hay lắm. Thì bây giờ thì nói rằng ông Andrew Lê là có ác ý hoặc làm như vậy thì quay cái nhà người đó, thì ông Trương Quốc Huy có nên khởi kiện hay không, hoặc là bây giờ phải tìm luật sư để mà giành lấy công bằng. Rồi có ý kiến đặt ra là bởi vì cái đoạn phim mà được chiếu, người ta nói rằng là có bà mẹ của Trương Quốc Huy, như vậy thì bà mẹ của Trương Quốc Huy không phải là cái người có công chứng mà đưa cái hình ảnh đó lên, như vậy thì có thể bị thư kiện. Rồi nhiều khi cái người em người anh gì của Trương Quốc Huy đó, tên Tuấn á, cũng không phải là người thường xuất hiện ở trên mạng xã hội, như vậy thì cũng có thể là khởi kiện, bởi vì đưa hình ảnh tên tuổi của người ta lên. Rồi nói rằng ông Andrew Lê này là đi quay phim, quay vào trong cái nhà của người ta, bước vào trong đó. Nhưng mà thật ra trong cái nội dung của cái đoạn video clip mà ông Andrew Lê ở đây đưa lên á, người ta thấy rằng ông Andrew Lê cũng nói rằng trình bày rằng rất là thân với cái gia đình của Trương Quốc Huy, rồi làm ăn đối tác gì đó, hay là thân chủ đối với gia đình anh em của Trương Quốc Huy. Thì cái sự liên kết đó thật ra thì đối với chúng tôi nằm trong cái khu vực, chúng tôi thấy nó cũng có những cái vấn đề như vậy. Bởi vì trước đây mà nếu mà không thân không đến nhà được như vậy quý vị,
không có thể mà vui chơi trong cái sân sau như vậy, rồi cũng tới lui các thứ. Và đây là một cái điều mà nếu mà một cái người thân á, một cái người đã quen biết hay là những người bạn bè, thì khi mà ta đến cái sân của cái người bạn của mình, thì khi nào là với tư cách bạn bè, khi nào với tư cách mà gọi là đi đột nhập bất hợp pháp. Và thật ra thì hình ảnh cũng cho thấy rằng không có đi vào trong nhà, đi vào ở ngoài sân thôi. Dĩ nhiên rằng trong cái trường hợp eviction á, cái trường hợp mà bị cưỡng chế rồi, trường hợp mà bị đuổi ra khỏi nhà rồi, và cái căn nhà đã được khóa rồi, và người ta đưa cái chìa khóa cho cái chủ nhà, thì với tư cách là những cái người mà làm báo chí, làm truyền thông hay là quan tâm đến những cái sự việc như vậy, thì mình đứng ở ngoài sân mà mình quay đó theo như cái cảnh quan chung của cái thành phố, gọi là cái của công cộng, thì cũng chả ai cấm mình cả. Mình có thể quay thoải mái, quay bên ngoài thì không có vấn đề gì. Nhưng mà khi mà đi vào bên trong, mình cố tình mình chĩa máy vào trong cái sân sau của người ta, hoặc là mình chĩa máy vô cái cửa kính để mà rọi vào ở trong nhà, để mà coi trong nhà cửa có cái gì, hoặc là quay vào những cái kiểu rất là riêng tư như vậy, hoặc là mình đi vòng vòng theo cái nhà của người ta ở phía đằng sau chẳng hạn, những cái nơi mà nhiều khi người ta hạn chế chẳng hạn, mà nó tính cách là soi mói tìm kiếm rồi cái kiểu là xâm phạm vào cái đời tư đó, xâm phạm vào cái tài sản riêng đó, thì những cái điều đó mới có thể được xác định rằng là không nên, hoặc là có vi phạm hay không, thì cái điều đó thì cũng phải sẽ còn tùy theo cái sự người ta đánh giá nữa. Thì đó là vấn đề. Còn thật ra là các bạn đi coi lại trong cái clip mà Phú Minh Sa TV đưa lên đối với ông Andule này quay đó, thì có phải như vậy hay không, và nếu có thì vi phạm như thế nào. Và đến ngày hôm nay, căn cứ theo cái nội dung của cái clip mà ông Nam Quang Nguyễn mà đưa lên ngồi chung với cái ông Vinh đó, ông học luật đó, thì cho thấy rằng cũng không có một cái căn cứ nào nói rằng là Trương Quốc Huy đã khởi kiện, và cũng không có cái cơ sở nào mà nói rằng Trương Quốc Huy chuẩn bị khởi kiện, đã nhờ luật sư hay là đã tính toán gì chưa. Thì cái vấn đề ở đây đó được đặt ra là Trương Quốc Huy có khởi kiện banh nóc Andole hay là Phú Minh Sa TV hay không. Các bạn nói là cái sự việc này có bao giờ mà nó diễn ra như vậy hay không, hoặc là người ta đang làm thử lấy cái ý kiến của quần chúng để coi như thế nào. Thì theo chúng tôi nhận xét đó, thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra cả. Và nếu mà có khởi kiện thì cũng giống như là con kiến đi kiện củ khoai thôi. Bởi vì với tư cách mà những người họ làm truyền thông, với tư cách là những người mà bạn bè họ đến thăm một cái gia đình, thì cái chuyện đó rất là bình thường thôi. Họ nghe một cái chuyện hữu sự, bây giờ nó đùng 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 lên rồi, nó đồn thổi ào ào lên rồi, nó nói rằng là bị trục xuất, bị đuổi khỏi nhà, thì thực hư cái chuyện đó như thế nào? Một cái người mà thân chủ của mình, rồi một cái người mà đối tác bạn bè anh em gì đó rất là thân thiết, thì người ta có quyền hỏi chứ. Nhưng mà cái sai ở đây á, là thay lại hỏi với tư cách làm bình thường tình cảm thì không vấn đề gì, nhưng mà cũng biết rằng đó là một cái sự kiện nổi bật, đó là một sự kiện nóng, cho nên cũng cầm cái máy theo rồi quay, rồi cũng tả cảnh tả tình gì trong đó lung tung sàn ngầu, thì người ta mới thấy nó có vấn đề. Và còn cài đặt vào trong đó hay là lòn vào những cái ý kiến của mình, mang tính chất là nó cũng hơi đụng chạm tới những cái gì mà người ta cho, những cái gì mà người ta cho rằng là đời tư. Chính vì vậy có lẽ là làm những người trong cuộc và cái người bạn của mình, một người đối tác thân thiện với mình, cũng cảm thấy là sốc. Cho nên thì ai cũng biết cách mà đặt vấn đề như vậy là nhiều khi nó không có phù hợp. Và nếu như ông Andule này mà quay mà đưa ở trên cái kênh của ông ta không, là chắc có lẽ là không vấn đề gì. Nhưng mà khi mà đưa trên cái kênh của Phố Mình Sa TV, Phố Mình Sa TV thì có quá nhiều những người xem đi, và đặc biệt là những người trong Việt Nam, người ta xem đến cả coi như là 100-200 ngàn người xem gì đó. Và cũng chính vì những cái người xem như vậy và người ta lại phát tán ra, rồi người ta bình luận bây giờ ở trong Việt Nam nó đùng 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 lên. Và trong cái cộng đồng mà gọi là cờ vàng ở hải ngoại này, nhất là những người mà họ chống cộng đó, thì trong đó có những người họ không có thích lắm về cái Phố Mình Sẽ TV, bởi vì họ cho rằng là mang tính chất là có vẻ như là thiên hướng thân cộng, rồi thậm chí là thường, bởi vì có lẽ là về từ về Việt Nam đó, rồi quay những cái sự kiện của Việt Nam, ở đây là những cái sự kiện mà của lãnh sự, của quan chức Việt Nam qua bên đây nhiều khi cũng hay tham dự, ông Vũ Hoàng Lân cũng hay tham dự, cho nên là thành ra
bị những cái người mà cờ vàng cực đoan họ nhìn với cái mắt rất là khác. Cho nên là cái việc mà bây giờ sẵn cái vụ của ông anh đường 10 TV thì cũng đặt ra rồi, người ta muốn đưa ra để mà chỉ trích ông Vũ Hoàng Lân, chỉ trích ông Andrew Lê là cái kênh Phố Bên Xa TV như vậy là mang tính chất soi mói các thứ. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng không có đi tới đâu cả, không có bao giờ mà khởi kiện như vậy. Chẳng qua là cái trò này là cái trò đưa ra để mà rung cây nhát khỉ chơi cho vui, làm cho nhiều cái YouTuber khác hay là ngay cả ông Vũ Hoàng Lân thấy khiếp quá rồi, bây giờ không nói tới Thư Quyền nữa, không có đụng chạm tới nữa, hoặc là nguyên cái nhóm đó thôi bây giờ đi đến để mà nói chuyện để mà cho vui thôi, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, hoặc là có khi là tới một cái ngày đẹp trời không chừng là hơi tháo xuống cho rồi, để mà ở đó nó cứ nhai tới nhai lui hoài mệt lắm, không có cần thiết. Và cái nữa đó là mà chúng tôi nhận định là không bao giờ có đơn kiện đó, là bởi vì mà nếu mà kiện kiện cái gì, kiện tội gì, gọi là đi đột nhập gia cư bất hợp pháp thì người ta có đến mức như vậy chưa? Và ông Anh Lê thì đến cái nhà của Trương Quốc Huy lúc nào với tư cách là cái người bình thường, lúc nào với tư cách là bạn bè, chúng ta đâu có giấu giếm là chúng ta không bạn bè đâu. Chúng ta đọc trong cái đoạn video clip đó, vừa quay vừa gọi điện thoại vừa nói chuyện vừa mô tả rất là rõ ràng mình là người bạn các bạn. Thậm chí là sau đó một ngày thì ông Nguyễn, ông Trương, ông Mai Tiến Dũng cũng đi đến mà cũng làm cái cách rất là tương tự như vậy. Và cả hai người này đều có nói rằng là mình có quen biết với anh N10 TV, với Trương Quốc Huy. Và có một điều rất là lạ nha, là cả ông Anh Du Lê và cả Mai Tiến Dũng thì cũng bị làm những người trong cộng đồng cờ vàng, những người mà gọi là hay chửi VinFast á, thì nói rằng những người này là Vino, bởi vì thấy rằng ông những người này chạy xe VinFast, rồi thậm chí là họ gắn góp làm được VinFast tặng xe hay là cho xe hay là cho mượn xe gì đó, hay cái kiểu như để làm báo rồi có xe các thứ gì đó. Và họ nói là để chạy xe ké xe VinFast theo cái kiểu nịnh bợ VinFast, và họ cho rằng là Vino. Do đó thì thấy cũng lạ là ổ một người thì hay chửi VinFast, chửi Việt Nam và hay gọi là chống cộng các thứ, mà tại sao lại chơi với cái gọi là Vino, và ngay cả người mà gọi là ủng hộ VinFast thì tại sao cũng kết hợp chặt chẽ với N10 TV. Thì đây là cái điều mà rất là lạ với Trương Quốc Huy. Theo đó thì vàng thao lẫn lộn, là lúc đỏ lúc vàng gì lúng túng sang ngầu, và đâu cái gọi là cái lằn ranh quốc cộng các thứ. Và đây có lẽ là một lần nữa người ta thấy rằng Trương Quốc Huy, N10 TV chả có vàng chả đỏ gì cả. Những người mà nói rằng là ông này là vàng, ông này là hậu vệ hậu giáo gì là chẳng qua là nói để mà cho vui thôi, để làm đẹp lòng những người trong cái cộng đồng cờ vàng để vuốt ve họ thôi. Chứ thực tế thì nhiều người họ đã nhận định rồi, Trương Quốc Huy chả vàng chả đỏ gì. Nếu mà vàng thì tại sao mà dự ba ba chả bao giờ phản ứng khi mà thấy là cái đuôi máy bay của Vietnam Airlines, hoặc là những cái hình nộm mà của Vietnam Airlines là dựng ở đó, rồi xe VinFast dựng ở đó, rồi bao nhiêu thứ trong cái quá trình mà dự tiệc rồi người ta cũng nói lung tung các thứ, rồi nhiều vấn đề lắm. Cho nên là nói chả vàng chả đỏ gì, ở đâu mà có ăn thì có thể là bơi tới được, và ba có tiệc tùng có các thứ thì bơi vào thôi. Trong khi đó thì còn nhiều vấn đề khác nữa, người ta mới thấy được rằng kênh của Trương Quốc Huy có bao giờ mà kêu gọi như thế nào khác đâu. Thí dụ như kênh của Nguyễn Văn Đài trước đây là liên quan tới cái việc mà Đắk Lắk, rồi kêu gọi cái này kêu gọi cái kia đấu tranh cái nọ, trong khi đó kênh của Trương Quốc Huy với kênh của Trần Nhật Phong nó chưa bao giờ dám như vậy, cũng chỉ nói nghêu ngao thôi. Với những cái chuyện mà đọc báo đảng ra là bắt đầu lật ngược lại, mang tính chất là phản biện, rồi nói lung tung lên để mà cho vui thôi, nó chỉ dừng lại như vậy thôi quý vị. Đó thí dụ như là ngày hôm nay đây, là chúng ta thấy là trên kênh Trương Quốc Huy mặt bài thì có vẻ như cũng rất là bơ phờ rồi. Ngày 13 tháng 5 gì đây là nói rằng nóng hổi đã biết ai là chủ tịch nước, đảng đánh nhau dân lãnh đủ gì đó. Việt Nam bị thiệt hại. Thì đây cái gì có nhiều nhận định đây, kênh N10 TV là kênh phản ứng rõ nét
qua báo chí của đảng và phản ánh trung thực hiện tình đất nước Việt Nam nói gần nói xa không qua nói thật. Trương Quốc Quy mãi đỉnh như thế. Thì đúng như vậy, Trương Quy là cái kênh mà chuyên môn đọc báo đảng và phản ánh những báo đảng thì với kiểu như là cũng hơi nói chế nhạo ra một chút, cũng hơi bôi tro trét trấu ra một chút để cho miễn làm sao mà nó chắc là tuyên truyền ra cái cộng đồng cờ vàng này càng lúc cho người ta thấm nhường lại. Và nhưng mà thay vì nói thẳng để đọc y nguyên theo cái báo đảng đó thì cái cộng đồng cờ vàng người ta sốc ngay lập tức, lâu lâu cũng chửi vô cái đu ma đu méo đồ đại loại như vậy. Rồi cái trề môi trợn mắt múa tay đồ để mà cho người ta thấy đồ, hoặc là nhái những cái giọng miền Trung miền Nam miền Bắc gì đó các thứ, thấy cái kiểu mà nó mang hàm hức như vậy đó thì nhiều người họ bất mãn, nhiều người mà họ không thích á, không ưa cái chế độ hoặc là họ có cái gì đó họ không hài lòng mà không nói được, thì họ thấy ông này cái họ bơi và họ xem là họ vỗ tay qua đó. Thì càng lúc đó là cái nét báo chí của đảng ở bên Việt Nam thì thông qua cái mồm của Trương Quốc Quy càng lúc nó càng thấm vào trong cộng đồng. Có thể nói rằng chính vì vậy người ta mới đánh giá là Trương Quốc Quy có thể là nhiều khi cái kênh này đó nó rất có lợi cho phía mình cộng sản. Có người ở trong nước thì nhiều khi họ nói rằng là kênh đó là cái kênh chống cộng, kênh đó cần phải tiêu diệt, nhưng mà thật ra đó thì góc nhìn khác thì của những người trong cờ vàng, thì những người mà trong cờ vàng mà họ nghi ngờ đó, họ nhìn vào họ nói kênh này có vẻ là làm lợi cho cộng sản nhiều hơn, không có giúp gì cho cái cộng đồng cả. Bởi vì thấy có bao giờ mà Trương Quốc Huy kêu gọi đi biểu tình hay đi ra xuống đường hay là làm cái vấn đề gì đâu trong cộng đồng này, chưa bao giờ những cái cuộc biểu tình chưa bao giờ thấy có mặt Trương Quốc Huy, chưa bao giờ làm thế này thế kia. Nhưng mà đối với trường hợp của Nguyễn Văn Đài cũng kêu gọi dữ lắm, nhiều khi là thấy ở bên Việt Nam có cái chuyện được đùng 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 cái nhảy lên đăng đàn nói lung tung kêu gọi này kêu gọi kia. Và chính vì cái sự kêu gọi đó người ta mới nói rằng nó có lẽ là nó chống chống thiệt, nó chống dữ. Còn bây giờ mà Trương Quốc Huy cũng chả chống gì, và như vậy thì cũng chỉ nói cho vui thôi, cũng chả dám đụng chạm tới chuyện này, chả dám đụng chạm tới chuyện kia. Đó là vấn đề quý vị. Thì trở lại cái vụ mà kiện đó, thì có hay không cái vụ khởi kiện thì chúng tôi theo chúng tôi nhận định nha, cái này là suy nghĩ của cá nhân thôi, nhưng mà chả thấy khả kiện gì cả. Kiện cái gì bây giờ? Ông Andrew Lê là thân thiết với Trương Quốc Huy, đối tác gì đó hay là thân chủ gì đó, theo cái kiểu là có thể gọi điện nói chuyện với nhau, rủ rê ăn uống với nhau được nữa, thì cái chuyện nó quá bình thường, quá thân rồi. Và như vậy thì có cái vấn đề gì mà tại sao phải khởi kiện? Mà bây giờ mà nếu mà không thân đi nữa kiện cũng được nữa, cái vấn đề có thể là khả năng tới đâu mà kiện, anh thiệt hại gì mà anh kiện, có hình ảnh gì bị phát tán hoặc là có vượt qua khỏi nhà chưa, và người ta có quay trong nhà trong cửa hay là làm cái gì dữ dội, có ảnh hưởng gì không. Và chắc chắn là nếu mà khởi kiện thì cái quyền ở bên Mỹ là cái quyền khởi kiện, là ai cũng có quyền hết, kiện bất cứ chuyện gì, chuyện A chuyện B gì muốn kiện cái gì cũng được. Nhưng mà kiện xong rồi nó đi tới đâu, kiện xong rồi có giải quyết được vấn đề hay không, và kiện xong rồi có thắng hay không. Mà nếu không thắng kiện thì cái điều gì chúng ta đã thấy rồi, cái hậu quả vô cùng nặng nề là người ta sẽ khởi phản tố lại và người ta sẽ yêu cầu là phải bồi thường, kể cả cái tiền luật sư không cũng cũng là mệt rồi, và nó còn ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Chính vì vậy thì rất có thể là những cái vụ việc này khi mà các bạn đặt ra, hoặc là ông Nam Quang Nguyễn mà trên cái kênh của ông ta thì đặt ra vấn đề là rằng ranh đạo đức truyền thông gì đó hải ngoại các thứ gì đấy thì như thế nào, và Trương Quốc Huy ông Lê Phúc Minh TV rồi có khởi kiện hay không, thì theo đó đó thì chúng tôi thấy rằng chẳng qua là ông Nam Quang Nguyễn rồi những cái người khác ở trong cộng đồng đặt ra để mà cho vui thôi, chứ cái việc mà khởi kiện không bao giờ có, chỉ là rung cây nhắc khỉ thôi để gõ con mỏ chơi cho vui thôi, chứ nhiều khi để mà chúng muốn chứng tỏ là ơi nó đụng tới Trương Quốc Huy coi chừng bị kiện banh nóc, hoặc là đụng tới cái trường hợp mà gọi là bị trục xuất như thế này là có thể bị khởi kiện, có thể bị đưa ra tòa, có thể bị bắt bồi thường gì đó này kia cái nọ. Ngay cả như kênh Phố bên sau TV coi như là 1 triệu mấy gì đó rồi cũng có thể bị kiện. Ông ăn lê lê hay bao nhiêu những người khác có thân thiện hay là mặc dù là coi như là qua lợi thân thiết bắt tay bắt chân gì đó đối với Trương Quốc Huy thì vẫn có thể bị khởi kiện. Như vậy thì cái vấn đề nó nằm ở đâu? Đó là để mà làm cho những người khác họ khiếp sợ thôi. Thì thật ra thì cũng chả ai mà khiếp sợ đâu. Nói là nói như vậy thôi, cái chiêu trò của họ là họ muốn
đưa ra để mà chơi cho vui thôi. Chứ còn bây giờ cộng đồng nó sôi sục rồi, mà phân tích nhiều cái góc cạnh lắm, có quá nhiều các vấn đề để mà nói liên quan vấn đề mà Trương Quốc Huy. Và với Trương Quốc Huy là một cái người có thể nói là của cộng đồng, một cái YouTuber, và cũng từng vỗ ngực xưng tên rằng mình là một cái nhà hoạt động, nhà đấu tranh, nhà giúp dân chủ nhân quyền, rồi tham gia sự kiện này, tham gia sự kiện kia, rồi được vinh danh nào là gương điển hình gì của cộng đồng. Chính vì vậy là anh đã tự đưa anh vào trong cái nhân vật của công chúng thì dĩ nhiên người ta phải chỉ trích thôi. Anh làm những cái điều này, điều kia, điều nọ mà người ta thấy mắc cười quá thì dĩ nhiên người ta phải cười thôi. Hai ba ngày hôm nay thì Minh Giang cười quá trời cười, mà phải nói rằng hôm nay thì cũng rất là cố gắng để mà coi như kiềm chế lại, chứ để mà cười đó, nhiều bạn cũng đánh giá lắm, nói là Minh Giang thì sao mà tự nhiên mà cười quá đi, cười lung tung quá, rồi cười làm cho nhiều người cảm thấy rằng cười theo Minh Giang là ăn cơm không được. Cho nên là hôm nay là mình cố gắng mình không cười, mình cố gắng mình giữ thái độ vô cùng nghiêm túc để mà đánh giá về cái sự việc này, đánh giá hay là đưa ra cái suy nghĩ của mình là cái vụ này là cái vụ con kiến hả, con kiến nó kiện củ khoai sùng, không có cái chuyện mà gọi là khởi kiện. Những cái anh A anh B lên nói nghiêu ngao này kia cái nọ, vụ kiện rồi trespassing rồi cái gì nghiêu ngao là không bao giờ có, chả có vấn đề gì. Cái chuyện nếu mà nói về đạo đức á, nói về cái việc mà lẽ là lịch sự thì không nên thế này không nên thế kia thì cái chuyện nó đúng, còn nói thì vi phạm pháp luật, nếu mà gây ra hậu quả vấn đề mà có vi phạm hay không chả bao giờ khởi kiện được. Tôi theo tôi đánh giá là như vậy, cái trình độ dốt nát của mình thì mình chỉ đánh giá như vậy thôi, và mình cho rằng không bao giờ có cái chuyện đó, chớ có mà tin hay là mình nói theo những cái sự việc là sẽ có khởi kiện đồ rồi Trương Quốc Huy sẽ kiện banh nóc Phố Minh Sa TV với anh Đu Lê các thứ này kia cái nọ, là cái chuyện đó chuyện viển vông, cái chuyện đó chuyện con kiến kiện củ khoai, cái chuyện đó là cái chuyện coi là dọa nhau cho vui hoặc là làm trò để mà nó có thêm cái chương trình ở trên video clip thôi, liên quan tới cái trend của Trương Quốc Huy. Thì chúng ta thấy rằng đó, qua cái sự việc này có lẽ rằng những cái đề tài tới đây mà chúng ta bàn luận hay chúng ta tập trung suy nghĩ hoặc là đánh giá rồi nó có thêm nhiều cái chương trình để mà mình đào sâu hơn, là cái việc mà cái hình ảnh của Trương Quốc Huy, một cái người mang danh là chống cộng hay dẫn dắt xỏ mũi cái cộng đồng cờ vàng, rồi hướng dẫn, rồi kiểu như là kênh kênh Trương Quốc Huy là kênh cha mẹ và ông cố tổ của rất là nhiều các cái kênh mà đi theo cái e gọi là chống cộng như vậy. So với cái kênh của Trần Nhật Phong là kênh của Trương Quốc Huy là kênh của coi như là ông nội đi, bởi vì Trương Quốc Huy 1,5 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu gì đó, trên Trần Nhật Phong là chỉ có 4,500, tức là 1/4 thôi, 1/4, mà nếu mà tính theo thế hệ là nó ví dụ như một cháu, còn cái kia là ông nội. Thì những cái kênh khác cũng vậy, những cái đứa mà mang danh là hậu vệ cờ vàng cờ vé có 100 mấy subscriber, có 200 ngàn subscriber hay là mấy chục ngàn, thậm chí có em mới có 10 mấy 20 ngàn cũng tập tành binh Trương Quốc Huy, cũng vuốt ve rồi cũng là nói rằng mình là hậu vệ hậu giáo này kia nọ. Thì đó là những cái kênh cháo chắc, những cái kênh đó là lẹt đẹt so với Trương Quốc Huy nói rằng làm một cái view clip mà nói có 20 ngàn người xem like một lượt còn hơn VTV này kia cái nọ nữa. Thì so với những cái kênh mà lẹt đẹt cờ vàng mà xạo xạo đó đó, giữa là dướng vào cờ vàng để mà kiếm cơm, trong đó có cả những cái YouTuber mà gọi là tội phạm, rồi nào là bị mang tiếng là dâm ô dâm déo gì lung tung sàn ngầu ở nhiều tiểu bang khác nhau, thậm chí là ở mình ngoài nước nữa, thì những cái kênh nó có thể là đeo theo Trương Quốc Huy để làm con cháu nó hót theo cái kiểu của Trương Quốc Huy để mà nó kiếm cơm thôi, nó kiếm view, rồi nó cũng bắt chước theo những cái kiểu là bán hàng sơn đông mãi võ, bán cao đơn hoàng tán, bán sâm mà chúng biết là sâm dởm sâm giả gì sâm gì, cái đó là điều đó là chúng tôi sẽ làm những cái chương trình riêng, rồi bán nói chung là nồi niêu xoong chảo gì đó để mà và đặc biệt là đi quảng cáo cho những cái nhóm gì Teletron mà bây giờ người ta gọi là trôn nô á, trôn nô. Hôm rồi thì có nhiều người đặt cái vấn đề là tê nô, nhưng mà có lẽ là cái chữ trôn nô thì nghe nó hay hơn, cái chữ trôn thì tiếng Việt thì cũng dễ đọc, rồi chữ trôn thì nó cũng cũng đúng, ở Teletron tôi trôn người Việt thì cứ nói là trôn. Thì như vậy thì những cái nhóm mà trôn nô đó nó hay chửi những cái nhóm mà ủng hộ cho VinFast, ủng hộ các hàng Việt Nam, nó gọi họ là Vino, thì bây giờ người ta gọi nó là trôn nô, mấy đứa làm nô dịch cho trôn
Rồi cái vấn đề nữa là khi mà nó soi cái VinFast thì tới đây người ta sẽ soi cái Teletron thôi, soi những cái hàng hóa là cái thế nào, mà tại sao nhờ một cái đám mà trôn nô như thế này để rồi cuối cùng nó đánh phá, nó tấn công các cái doanh nghiệp của Việt Nam, và nó đưa ra những cái lý lẽ vô cùng mất dạy, có thể nói rằng nó trở nên những cái đám như là côn đồ lưu manh trên cộng đồng mạng. Cho nên là sẽ tới đây các bạn sẽ thấy được cái cộng đồng gọi là cờ vàng hải ngoại, đặc biệt là cái giới truyền thông, cái giới YouTuber, cái giới mà trong cộng đồng cờ vàng này có thể là sẽ có những cái cuộc khẩu chiến vô cùng khốc liệt, những cái cuộc nảy lửa, nếu như mà không có bên nào nhượng bộ hay là không có một cái cách mà phải ứng xử cho nó đàng hoàng thì chắc chắn là những cái chiến dịch như vậy là sẽ có thôi. Bởi vì sao? Khi mà anh đặt cái vấn đề, anh chửi người khác, anh chửi vào cái đất nước Việt Nam, anh chửi vào các doanh nghiệp Việt Nam, các cái đồng bào người Việt hay là các cái dân nhân người Việt, ông đá cái nồi cơm của cái đồng bào Việt Nam thì đánh đổ, đập đổ cái cuộc sống của những người lao động Việt Nam thì chắc chắn sẽ có những người khác họ bảo vệ thôi. Chắc chắn là sẽ có những cái người đó, họ không thể mà để cho anh ngồi anh đập đổ chén cơm của họ, họ sẽ phản ứng vô cùng dữ dội. Và kể cả ở bên đây cũng vậy, ngay cả như VinFast cũng đã làm án, cũng đã có cơ sở cuộc sống ở bên đây, hoặc là ngay cả trước đây đi nữa, ví dụ như anh đi quảng cáo, anh đi quan hệ với những cái chỗ mà bán xăm nhung bổ phế gì đó, thì bây giờ anh đi quay qua sang, anh phản bội người ta, anh đi cấu kết với nhóm này nhóm kia, doanh nhân nọ, anh đi bán những mặt hàng như anh cạnh tranh với chính những cái thân chủ trước đây của anh, thì dĩ nhiên người ta cũng đâu tha anh đâu, người ta cũng phải có những cái phản ứng chứ, người ta cũng phải tự bảo vệ họ thôi, họ phải làm nhiều cái vấn đề để mà đâu để mà cho cái đám mà YouTuber dơ hay là những cái đám mà truyền thông cùi, cái dân cử cùi, dân cử dởm rồi kết bè kết đảng với nhau, câu kết với nhau tạo thành một bè để rồi anh tấn công người khác, anh nhục mạ người khác, anh bôi trò trét trấu, anh dựng chuyện chuyện không nói có, chuyện mà coi như là để mà hạ nhục những cái người khác đâu được, cái cộng đồng này đâu ai chấp nhận như vậy. Do đó thì có lẽ là đã đến lúc rồi chúng ta mới thấy được rằng gần như là mọi thứ á, cái ván bài đã lật ngửa, và cái sự dốt nát, cái sự mà bất cập, những cái sự mà trơ trẽn dốc láo nó cũng sẽ dần dần được phơi bày hết. Bởi vì cái truyền thông hiện giờ là cái truyền thông nó mặt phẳng, và mọi cái sự chỉ trích, mọi cái sự đánh giá nó rất là rõ ràng ngay lập tức thôi, không có còn giấu giếm gì được, không có dọa ai được nữa, bây giờ kiện không kiện nói cái vấn đề này vấn đề kia để mà nói cho vui thôi. Thì có lẽ thì nói về cái đề tài của Trương Quốc Huy và cái chuyện mà bị trục xuất đó, nó sẽ còn rất là nhiều cái vấn đề theo như mà chúng tôi nhìn qua đó, có nhiều cái mục, có thể là nhiều khi làm tới 20-30 clip chưa hết đâu quý vị. Cho nên nhưng mà hôm nay thì chúng tôi cũng muốn nói nhiều nữa mà thôi, tạm dừng đi, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Chúc quý vị một ngày thật là an lành, thật là vui tươi, và kết luận nhanh một câu là cái việc mà khởi kiện là không bao giờ có, đó là chuyện quan tưởng, cái chuyện đó chuyện cho vui, cái chuyện đó là con kiến kiện củ khoai cái chuyện đó là cái chuyện mà không bao giờ có hết. Xin kính chào quý vị, và bây giờ thì không lẽ là những người mà ủng hộ Trương Quốc Huy lại muốn áp dụng cái điều 331 họ hay chỉ trích cho Việt Nam, thì bây giờ họ lại làm như vậy, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm gia cư người khác bất hợp pháp, hoặc là lợi dụng quyền tự do dân chủ kênh YouTube để mà chỉ trích người khác, xâm phạm người khác gì đó, có phải như vậy hay không, thì đó là vấn đề rất là vui. Và đó là cái chương trình ngày hôm nay, nói coi như là, nói cũng hơi dông dài, nói cũng coi như là xỉa tiền lung tung hết. Các bạn cảm ơn là đã lắng nghe, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.